Tại vì giải trong nước các team bắn chiến quá, team em toàn bị vã rồi. Đâu lối chơi của các team Việt Nam nhanh quá, em không đỡ nổi. Năm nay thì em không biết như nào, nhưng năm trước thì các team bắn khá là chậm. Thật ra thì team em cũng không có bài vở gì cả, nên là cũng khó bắt bài. Hiện tại thì team bọn em có 5 người nên nếu mà giải SEA có cho phép thay người thì bọn em chắc chắn vẫn sẽ luân phiên để tìm ra một đội hình mạnh nhất thôi. Có những khoảng thời gian mà một thành viên nào đó trong team không có phong độ cao nhất thì chắc chắn là sẽ thay một thành viên khác vào. Nên bọn em sẽ kiểu luân xuyên thay đổi đội hình chứ không phải là bắn duy nhất một đội hình từ đầu đến cuối. Yếu tố tự tin nhất của em là tay to ạ, bởi vì em đã từng giành MVP vòng loại D-League ạ. Các đội tuyển năm nay khá là mạnh, tại vì em trên thử thấy tụi nó bắn vào đầu em quá trời, và em ấn tượng nhất đội tuyển Peru vì nó có virus corona bắn AK em rất là kinh. Em thì em cũng khá là ấn tượng với đội tuyển mà họ vừa giành cái chức vô địch Thái Lan, đó là đội tuyển Brawl, giáp gai, vút rồng và giáp máu. Đội tuyển đấy bắn rất là kinh, tay rất là to lại còn cứng nữa. Em thì em thấy đội tuyển Thái Lan là cũng đáng gờm, tại vì trên SEA thì họ 6 team Thái Lan thì 5 team Thái Lan trong top 5 rồi. Nên là em thấy đội tuyển Thái Lan năm nay có lẽ là rất mạnh. Gregory thì là em nghĩ đang trong phong độ rất là tốt và game home nữa. Em thấy đội tuyển Spirit đáng ngơ mà. Em đánh giá khá cao đội tuyển Game Home. Đội tuyển Game Home với EasyLove, One và anh Wesley chưa thất tình thì đội tuyển này mới là đáng gờm. Chứ như các bạn có thể thấy là EasyLove đổi tên thành Zigu, bắn vải BBS không bắn được gì hết. Còn Wesley thất tình cũng không bắn được gì luôn. Nên là Game Home hiện tại thì cũng không thể mạnh được bằng giải Predator ngày trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và đừng quên theo dõi đội tuyển Divine Sport và tất cả các đội tuyển khác tại giải đấu PUBG Super Cup tại kênh 500 Pro PUBG. Xin chào và hẹn gặp lại.